CB Aquatic một thương hiệu đến từ Đức các bác ơi Một loại súp mà gần như là rất hiếm có tại thị trường Việt Nam của chúng ta Một dòng súp tháo ba các bác nhá Đây cho các bác xem này Con này là từ 220 côn 110 bát 30 mươi Nhưng mà con này nếu mà nói về độ khủng khiếp thì dã man luôn Anh em ai biết về con súp CB Aquatic này này Mạch của nó là mạch x các bác nhá Cò lắp đi Công suất của mạch này có thể lên đến tầm khoảng 1.000-1.200W Quá là mạch mẽ Quá uy lực anh em ai chơi gia đình này cực kỳ gọn gàng nhưng một trong những dòng súp được đánh giá là Khổng long bạo chúa luôn các bác ơi anh em uh, đang có nhu cầu mua đẩy nhá Đấy, thì ngày hôm nay em có một ít đẩy này một con uh, DEA có này một cái thương hiệu quá nổi tiếng của uh, Đức này PS 8.0 con này là mạch lò A 8.0 các bác nhá Đấy, con này của nó là con PRS này mạch lò H này thanh lý cho các bác với giá cũng chỉ lanh quanh hơn triệu bạc thôi anh em ai lấy con này các bác chốt luôn cho em hiền này hai con đẩy Pioneer này trong một các bạn nhá vừa là một con đẩy vừa là một con chống hú vừa là một con nâng tiếng và ở đây một con 3 b audio cũng là một cái thương hiệu nó quá nổi tiếng luôn mạch cực kỳ đẹp các bạn ạ biến áp đây chạy bốn tụ to như bốn cái cổ chân luôn con này thì công suất là đạt cho các bác là 650W trên một kênh Đấy, 1.300W hoạt động liên tục Và mắc của nó có thể lên 1 500 Thanh lý cho các bác với giá loanh quanh thì 2 triệu bạc thôi anh em ai đang có nhu cầu mua thì các bác bình tĩnh đợi em Hiền nhá. Nán lại một chút đôi chút để chúng ta xem xem ở trên này có những cái gì hay, Đấy, sản phẩm nào ok hay không. Xem để mở mang, xem để biết các bác mua cũng được, không mua không sao. Nhưng nhớ cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh để chúng ta sẽ theo dõi những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều trong những ngày qua. Thì các bác luôn luôn ủng hộ, luôn luôn theo dõi và luôn luôn tin tưởng em Hiền để đến với những cái sản phẩm tốt nhất hàng bãi, âm thanh bãi. Đây. Các bác nhìn đây này Con này của nó tay của em là gang 21 này Các bác nhìn thấy không Wow Giá man tàn đời luôn các bác ơi Con này của nó chính hãng xịt của CB Acoustic các bác nhá Đấy lật mặt đem cho các bác xem qua về các bác này Từ 220 Côn 100 Đấy cho các bác xem cái côn Đấy trời ơi, các bác nhìn này Con này của nó là bát 30 thưa các bác ạ à. Nhưng mà các bác nhìn cái nón này cái dâu của nó bắt buộc phải bắt cả ngoài các bác biết là cái độ khủng khiếp về cái côn của nó như thế nào đúng không? con này của nó gần vải hai luống, Đấy nhìn còn cực kỳ là đẹp luôn và anh em có thể nhìn qua cái côn của nó để các bác cảm nhận ui côn này dã man chưa con này này các bác nhìn đến cb này các bác nhìn cái cb này đó, tất cả keo hồng nhá đặc trưng của những dòng của đức ấy, là nếu mà hàng xịn của nó ví dụ như b 3 cũng vậy hoặc là một số các loại đó nó có một keo keo là gọi là keo đặc trùng Đấy, cái keo hồng này nó bám rất là chắc Đấy, không bao giờ bị xô từ sạch từ thì với con này anh em ai mà đang chơi gia đình chỉ cần một con thôi đánh rung nhà hàng xóm luôn các bác ạ. À. Đấy, bát 30 và với một cái mạch x Đây, đây là dòng loa liền công suất các bác nhá. Các bác gọi là loa tiếp cũng được, các bác gọi là loa uh, súp xúc điện cũng được. Nhưng mà cái dòng này của nó là dòng uh, mạch chuyên nghiệp. Công suất của nó này có thể đạt cho các bác tầm khoảng 1.000 cho đến 1.200W bởi vì đánh được cái loa này không phải cái mạch nào cũng đánh được các bác Và đánh được cái loa này thì cái chất lượng âm thanh nó ra nó đủ, nó uh, uy lực thì nó phải có là những cái dạng mạch nó đẳng cấp các bạn thì con CBA có Acoustic B uh, DS này 12 DXG của hãng CB một thương hiệu đến từ Đức đây chế độ bypass là có lời này chế độ 150 hẹp này đây. đây. là in out này các bác nhìn thấy chưa mạch này của nó là mạch còn lắp DX tiếp các bác nha nó nằm hết công suất ở bên trong này thì với con này các bác có thể đánh được hẳn cả cái loại loa súp à, 120 à, côn của nó tầm khoảng 110 120 là đánh ok luôn thì đối với cái mạch này thì nó quá là khủng khiếp rồi đúng không Đấy, đây là mạch công suất của nó đây các bác nhá thì đây là một cái chiếc súp này em hiện cho các bác xem qua anh em thọ cũng đã dọn dẹp lau chùi qua rồi đúng không trông quá đẹp luôn mặt của nó đang trước đây một cái ê căng thì tất cả xung quanh đều có ốc khóa các bác nhá xung quanh đều có ốc khóa này kín hết đúng không cb đặc trưng luôn nó có một cái bề mặt này hai này bốn này tầm khoảng 55 phân à, chiều cao 55 Đấy, chiều rộng 55 nhưng chiều sâu của nó chỉ tầm khoảng 30 phân thôi. Đấy, và lý do tại sao ở bên nước ngoài có những phòng ba đấy, mỗi bàn nó đặt một chiếc súp như thế này. cho nó đánh rung đít nhưng mà chúng ta ngồi ở trong những không gian ba bên nước ngoài thì nó rất là im ái, đấy, có thể nói chuyện được. Nó là một cái ưu điểm. Thùng của nó là thùng chống nước các bác nhá. Thùng vách của nó còn rất là đẹp, thùng chống nước. Đó. Và đây chính là cái hệ thống mạch công suất của nó đây các bác nhá. Thì em hiền về được đúng một đôi thôi. Hôm trước em hiền về đến đâu là bán hết rồi. Đấy, ốc là anh em thọ vặn ra đang vệ sinh chỉ ghép lại để cho các bác nhìn cho nó rõ. Còn trước khi gửi đi này, đấy, mạch này lau chùi vệ sinh đầy đủ, tẩy tận. Đấy, sau đó thì mới gửi cho các bác. Rồi, và cũng uh, với cái dòng súp này, em hiền xin phép là sẽ không giới thiệu quá nhiều bởi vì đối với những người hiểu biết về nó thì nó thuộc dạng là đẳng cấp rồi. Còn ai không hề uh, hiểu biết về nó thì các bác có thể tìm hiểu thêm. Với một cái mức giá chưa từng thấy luôn, em để cho các bác là 5 triệu 500 nghìn đồng một quả. Ai lấy được thì các bác chốt cho em hiền. Giá này là cái giá quá ok để tất cả các bác anh em ai là những người có một không gian phòng karaoke nghe nhạc kết hợp con súp này là tắt điện các bác ạ. Thùng vách cực đẹp. Đấy, ruột gan nét căng. Anh em ai chốt xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Hiền được chưa? Tiếp tục nào lên và giới thiệu cho tất cả các bác một con PRS các bác ạ. PRS này của nó chính là một cái thương hiệu uh, ruột gan của nó thì nó quá là đẹp rồi, mạch cả lật hát vô cùng lành, vô cùng bền bỉ. Con này của nó có một cái ưu điểm là tất cả con này nhá. Này, nó chạy là chạy quạt gió cảm biến nhiệt. Khi nào nó nóng lên thì quạt gió nó mới chạy. Tức là à, khi nào có tải nặng thì nó mới chạy, còn bình thường là nó không chạy quạt gió các bạn. PRS à, một thương hiệu đến từ Đức, mặt nhôm phay. Con này của nó công suất là đạt cho các bác là 600W trên một kênh nhá. Full 30, 40 vô tư luôn. Mạch và lắp hát toàn bộ chạy phép nó nằm ở bên, bên phía dưới này các bác này. Chạy phép À, con này của nó chạy bốn tụ biến áp của nó có cảm biến này biến áp này về bảo vệ có cảm biến này dòng này của nó có một cái điểm mạnh là rất lành đấy, tiếng sáng đấy, âm thanh uy lực con này thì em để cho các bác với giá là có hai triệu một con này hai à, triệu một con bao vận chuyển luôn cho tất cả các bác luôn đấy đối với con này thì nó sẽ không có cọc loa mà nó chỉ có rắc như trích nhá em tặng cho các bác một đôi rắc loa để tất cả các bác anh em ai sử dụng à, thì các bác uh, cắm jack loa vào đỡ phải đi mua in out này chế độ tăng decibel này chế độ line này line là khi các bác gạt sang cái cắm một giây là nó sẽ tự chủ động là nó sẽ đánh luôn cả hai kênh Rồi. mặt mũi đẹp đó nhá anh em ai mà lấy con này thì các bác chốt luôn em hiền này 1200 w mạnh mẽ quy lực luôn Đấy. con này của nó thì là mã số 1 2 triệu các bác nhá mã số 1 2 triệu đồng anh em ai chốt lấy luôn cho em hiền các không ạ à. còn uh, mã súp này của nó là ghi là mã số 2 đi mã súp là mã số 2 đi Mã số 2 là 5 triệu 500 nghìn đồng Qua dã man Con này là con CB Audio, Audio các bác nhỉ? CB Acoustic một thương hiệu đến từ Đức Anh em ai chốt này lấy luôn này Thùng vách đẹp ê càng sang trọng đẳng cấp Đấy. Mã số 3 Lên cho các bác đó chính là một con 3B Audio Mặt màu vàng gold quá đẹp sang trọng Thấy con này em hiện có hai con thôi các bác nhá, không có nhiều đâu. Đấy, 3B audio. Đấy, MB 180B. Con này của nó công suất đạt cho các bác là 650W trên một kênh Bởi vì con này thì rất nhiều bác bảo hỏi bảo là con này nó là bao nhiêu sò Thì em nói luôn là cái sò nó không quan trọng lắm các bạn Quan trọng là cái hiệu suất thôi Biến áp thì như cái nồi cơm điện luôn Và với cái hệ thống sò mà các bác nhìn thấy á đấy, Mạch đánh bù áp thì 1, 2, 3, 4, 5 này 1, 2, 3, 4, 5 Mỗi bên của nó là 4 thúc và 10 sò các bác 4 thúc 10 sò Đấy, nó chạy bốn cái tụ tông đa 120V Ui dồi ôi, điện áp quá tã man luôn Tụ tông đa 120V à, 10.000 mi Con này đánh hai đôi 30 này à, Thậm chí là hai đôi 40 là nhẹ bâng luôn đó bác ơi à, Con này của nó em hiền có đúng một con thôi Anh em ai chốt này Tụ của nó còn đẹp lắm nha Đây này nó mềm lắm à, Vẫn còn mềm lắm các bác ạ à? Vẫn ok đẹp Con này của nó biến áp của nó là biến áp tầm khoảng 18-19 các bác ạ à? Biến áp lớn lắm Anh em ai lấy con này nhé Em để cho các bác con này với giá chỉ có 2 triệu 500 nghìn đồng này Đánh full 30, 40 quá ok luôn Mặt màu vàng, điểm vàng gold Đẹp các bác, thật sự là quá sang trọng luôn Đấy, Lành bền Mặt gần như là rất là ít sơ sát 2 triệu 500 nghìn đồng, mã số 3 Các bác nhá Tiếp tục nè Lên và giới thiệu cho tất cả các bác Một con DE tích Các bác ạ một con DEA cao tích. con này có lẽ là con a 8 chấm các bác nhá. LA 8 chấm. Mạch còn hát thì các bác biết rồi Đối với dòng là A8 chấm thì các bác mua Không có tầm khoảng 4 triệu rưỡi Đây, Hàng bãi xịn thì các bác không mua được Còn đối với lại những cái dòng mà hàng Hàng rẻ tiền Thì các bác có thể mua hàng rẻ tiền Còn con DE này thì các bác biết rồi Hàng này có là hàng bãi xịn luôn các bác nha PS8.0 Thì con này các bác có thể nhìn thấy không Biến áp của nó tầm khoảng 20 các bạn Nó chạy một cái hệ thống tụ này Tụ này của nó tụ run xịn nha Đấy, tụ run thịt. con này của nó chưa vệ sinh luôn nguyên bụi tây luôn một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chín hai mười tám mười tám xem như là ba mươi sáu sỏ hai cặp phun ba mươi hai cặp phun bốn mươi đánh tẹt bù luôn anh em ai lấy con này này một con duy nhất để cho các bác với giá là ba triệu sáu trăm nghìn đồng anh em ai chốt con này mặt nhôm dea à, cao tích các bác nhá cho các bác xem đằng sau đít một chút để các bác cảm nhận thấy là con này của nó khá là đẹp các bác Đấy, có một con các bác nhá đây này uh, technology from usa này uh, made in china tức là nhà máy của nó là sản xuất là sản xuất 100% là lắp made in tức là lắp ráp tại china các bạn nhá nguồn gốc xuất xứ tại china nhưng con này của nó là hàng hãng xịn luôn uh, technology from usa này tức là nhà máy và công nghệ toàn bộ của nó là của mỹ uh, con này của nó có automat này chống chập cháy này đây biến áp vẫn còn nguyên bụi đây các bạn nhìn thấy không biến áp còn nguyên bụi con này chưa vệ sinh nhưng mà đẹp quá 3 triệu 500 nghìn đồng rẻ như là một con lò a sáu rẻ như 800. là một con lò a bốn luôn mã số 4 ba triệu sáu và ở đây thì em hiền có hai mã pioner nhá? em hiền có hai mã pioner một cái thương hiệu âm thanh nó quá nổi tiếng của nhật và dòng này thì em nói luôn là nó là hàng sản xuất và lưu hành nội địa tại thị trường của trung quốc không nhá con này của đó là con pioner ba trong một tại sao em hiền lại nói câu đó bởi vì bản chất con này là nó tích hợp cả chống hú nó tích hợp cả nương tiếng thứ à. chứ nhất rất nhiều bác hỏi và nó có vang hay không thì em nói luôn là không có vang nó là con đẩy nhưng tích hợp chống hú nương tiếng à. đây là cái volume dành cho hai kênh của nhạc chiết áp này là chiết áp kép nhá đây là volume dành cho mic nâng à. nương tiếng nó nằm đây à. còn khi các bác bật tắt này đấy, lý do tại sao là tất cả những cái ngôn ngữ đèn báo này, này. À. nó lại là ngôn ngữ của à, trung quốc bởi vì sinh ra nếu mà lưu hành nội địa thì bao giờ người ta cũng có là ngôn ngữ của địa phương các bạn, đấy thì uh, dịch ra sơ bộ về cái dòng chữ này người ta có một cái uh, cái cái phiên bản dịch là uh, siêu chống hú được xử lý qua hệ thống dsp tức là hệ thống công nghệ số các bác nhá, đây đây là những cái tem người ta dán số phòng được bác, anh em thọ lau qua thôi, đây là tem dán số phòng vẫn còn băng keo đây, con này là con pioneer các bác nhá, đấy, anh em ai biết này, đấy con này còn nó mặt màu đen này, thấy chưa đây, con này của nó là mặt nhôm này ai thích lấy mặt nhôm em bán mặt nhôm ai thích lấy mặt màu đen bán mặt màu đen quan trọng là nó phải hợp nhãn với lại những thiết bị âm thanh của mình Đây, con này em để cho bác với giá là hai triệu hai thôi ai lấy màu đen thì các bác chốt màu đen và ai lấy màu bạc mặt nhôm nhá bạc mặt nhôm thì các bác lấy con này của nó là còn uh, cực đẹp luôn hàng siêu lướt luôn các bác ạ còn đẹp lắm luôn á và giới thời thiệu sơ bộ về con này thì uh, hai con ruột gan của nó là giống nhau một trăm trăm nó chỉ khác nhau mỗi cái mặt thôi thì rất nhiều bác hỏi mà con này của nó đánh được full 30 40 hay không thì em nói các bác là nó đánh được đấy bởi vì bản chất con này của nó đánh theo hệ thống là thúc đấy nó chạy 8 sò và 8 thúc thôi nha thì nó ngang với công suất của một con đẩy 16 sò đánh full 30 đánh full 40 côn 76 quay đầu đánh ok còn bát 25 các bác đánh hai cặp luôn à, thấy chưa biến áp của nó coi các bác này đấy, nó chạy hai tụ mới đét con này của nó mới lắm các bác nha dùng siêu lướt luôn Đấy, con này của nó cũng vậy đây là mic này nâng tiếng này còn đây là nhạc này nhạc này của nó là vặn một phát lên hai kênh luôn bác nhá chiếc áp bên trong của nó là chiếc áp đôi nó không phải là chiếc áp đơn pioneer là một thương hiệu của nhật và đằng sau các bác có thể nhìn thấy không ạ con này của nó là lý do tại sao người ta gọi là xử lý bằng chip dsb siêu chống hú nó có hai bò chống hú ở đây luôn một bò đấy, hai bò và nếu mà muốn đóng vở mở một bò, hai bò nó nằm đây các bác nhá thấy chưa đấy và với con này thì các bác có thể à, sử dụng à, karaoke gia đình nghe nhạc tiếng rất là sáng bởi vì bản chất con này nó đã có tích hợp sẵn một con nâng tiếng nó nằm bên trong rồi đấy đây là cầu loa a cầu loa b nếu các bác đấu một là đấu một cầu bên trên hai là đấu một cầu bên dưới à, còn nếu các bác đấu hai cặp loa thì các bác có thể đấu cả cầu dưới cầu trên các bác đấu một cặp mà đấu một bên đồng nghĩa với cái việc là đánh một vế không được phép đấu một bên các bác nhá đấu hai cái bên trên hoặc hai cái bên dưới à, ok chưa đây là hệ thống đường âm thanh vào đây 1 2 này đây là đường ghi âm thu âm đường xuất âm thanh cắm sang súp điện đấy. đây là hệ thống đường uh, micro vào này đây là có thể là những cái đường xuất ra này các bác nhìn thấy không đường vào đường ra đây anh em nhìn thấy ok chưa đấy. đây là nút chống hú tăng cấp này đấy. đây là hệ thống là nâng tiếng cho nhạc này đây là căn chỉnh cho hệ thống uh, chống hú thì với con này đấy, ruột gan cực mới các bác nhá anh em ai mà mua một thứ được cả ba thứ À, các bác cảm thấy đẹp các bác cảm thấy sang thì các bác lấy cho em con này giá thành cực kỳ là hợp lý chỉ có 2 triệu 2, 2 thôi em bao tiền vận chuyển thì mất gần 200.000 rồi thì anh em ai mà lấy em bao cho các bác là ruột gan đẹp xuất sắc à, tiếng tăm cực hay giá thành cực rẻ ai lấy mặt đen thì các bác chốt mặt đen mà ai lấy mặt bạc thì các bác báo là chốt mặt bạc đây số điện thoại đây các bác anh em ai đang xem video thì cho em hiền khi mặt like nhá ai chưa like thì các bác like cho em hiền và ai chưa đăng ký kênh các bác đăng ký kênh ủng hộ em hiền chân thành cảm ơn